Hello mọi người, lại là Oanh Ivy đây. Hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới mặt nạ ngủ của Artistry, nên là mình ghé siêu thị trung tâm trải nghiệm để xin ngay một em về bóc tem đập hộp cho mọi người xem nha. Đó, gian hàng chăm sóc sắc đẹp của thương hiệu Artistry này, có đủ các sản phẩm từ chăm sóc da đến trang điểm luôn. Triết lý giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn và khỏe mạnh hơn của Victor Post rất là tuyệt vời đúng không? Thương hiệu Artistry, kết tinh dinh dưỡng, thăng hoa làn da. Đó, hôm nay mình mua được mặt nạ ngủ này, cấp ẩm này, rồi serum còn được tặng một hũ kem LX mini nữa. Thiết kế mặt nạ ngủ là trước đây mình đã dùng phiên bản một, còn phiên bản này đã được nâng cấp lên với nhiều tính năng và thành phần rất là ưu việt. Và sản phẩm mặt nạ ngủ lần này còn là sản phẩm thuần chay và đảm bảo yếu tố là sản phẩm mỹ phẩm sạch, đạt tiêu chuẩn Clean Beauty. Ngủ căng mức mượt mượt luôn. Hương thơm từ hoa cúc dịu nhẹ, làm cho mình có một cái cảm giác rất là thư giãn, thư thái khi mà đi ngủ luôn á, cấp ẩm tức thì. Đó, đến đây thì còn được các chị em chăm sóc da làm đẹp cho nhau nữa. Tối về trước khi đi ngủ lại đắp mặt nạ ngủ nè. Mời các bạn qua trải nghiệm với mình nhé.